sáng hồng, đường sáng nhất của một người có trai tên là Hồng và có nhiều em. Ông tên gì? Tôi tên Ái. Em muốn gọi ông là gì? Anh Ái. Ông Hồng thì em muốn gọi ông ấy là chị. À được rồi, mấy một câu chưa là gì? Thôi rồi, vẫn là một câu. Bây giờ chỉ có cái nào một không. Và bây giờ chúng ta câu hỏi thứ hai. Trả lời 3 ngày mà không có tên là thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6. Cô này chết với em. Trả lời đi, em trả lời luôn. Cô nhớ em chạy, không có 3 ngày nào như thế này. Nghe kỹ này. Ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai. Trời ơi, mấy ngày sao là ngày? Mỗi một đều còn từ mình đến trình. Bây giờ phải ra một câu hỏi thật là khó. Hai này ra vẻ rất là thông minh. Thật đông đông, anh nghĩ ra. Hai anh hãy trả lời và bước trong vòng 7 bước mà sáng tác ra một vài câu có bốn và có bốn. Con này chết rồi, em sẽ trừ cho chơi cho mình bước 3 bước nhé. Bước rồi ạ. Hoa thơ anh đọc em ghi, anh đọc em nghe. Tạm đề. Hôm qua bị cúp điện, nhà em bỗng tối thui. Hôm nay không có điện, nhà em hết tối thui. Chấm hết thơ. Sợ là thơ có ai đó anh đi ra người ta làm cho xem. Anh bước đi, bước đi nữa. Ba bước nữa nhá. Ra bài thơ của cả bốn từ xuân hạ thu đông nghe đọc đi. Nghe nhá, nghe nhá. Đầu thu. Đâu, số gì nhá? Thơm nhá. Làm mãi. Đầu thu cành giống cô thương, tình yêu sưởi ấm mái vườn lạnh đông. Cả mùa xuân tích chờ mong dành đầu về nở hoa hồng tặng cô. Thôi, các bạn học sinh mình chọn hộ nhé. Các bạn hãy giúp tôi bình chọn và hai ứng cử viên rất là sáng giá. Ứng cử viên thứ nhất.